cười, hè cũng cười, ta học. Con tên gì? Con tên Tú Anh. À, nhà con ở đâu? Nhà con ở đường số 8. À, con đi học ở đây lâu chưa? Dạ, cũng mấy năm rồi. Ừ, ba mẹ con làm ở đâu? Ba mẹ thì đi bán bột chiên, còn ba thì làm hồ. Ba đi làm hồ hả? Gạo tranh đây luôn hả? À, nhà con ở đây luôn hay là lên đây ở trọ? Dạ, từ Sóc Trăng lên đây ở trọ. Nhà con ở Sóc Trăng lên đây ở trọ. Mà con bị cái gì? Con dạ, nãy nghe con bị cái gì đó? Con bị u xương tắc khớp. Bị cái gì? Bị u xương tắc khớp. U xương tắc khớp rồi có phải đi bệnh viện thường xuyên không? À, rồi à, ai cho tiền con đi học? Không có cho. Không có cho hả? Đi học ở đây miễn phí hay sao? Dạ. À, thầy cô ở đây dạy con miễn phí. Con đi học ở đây con vui không? Vui hả? À, con tên gì? Hiếu. Hiếu hả? Hiếu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 19. 19 tuổi rồi. À, thì Hiếu học lớp mấy rồi? Lớp 3. Hiếu học lớp 3. À. Nhưng... giới thiệu với tất cả các bạn, đây là anh Thắng, là người đã tổ chức ra cái lớp học tình thương ở Long Phủ này. À, giới thiệu bạn ở đây á, anh Thắng cho em hỏi mấy câu thôi. Nhất là lớp học này mình đã làm lâu chưa anh? Lâu rồi, đầu năm nay nữa là chuẩn bị kỷ niệm 10 năm. 10 năm. Ừ. Cái số lượng mà sinh viên mình đào tạo hàng năm là khoảng bao nhiêu bạn? Không, xin lỗi, học sinh chết rồi, hiểu nhau, học sinh. Thì năm nay là đông nè, năm nay là bây giờ là khoảng 80 mấy rồi đó. 80 mấy. Tại vì thường là từ tháng 7 đến 9 là mình học sinh nè. Dạ dạ. Tại vì các trường á, người ta không đủ học sinh á. Dạ. Em á, nó sinh rồi cũng tuổi á. Dạ. Xin trường đủ rồi, không hết. Dạ, không thì mình nhận, mình nhận. À, nhưng mà cái đối tượng mình nhận ở đây là sao? Thì đối tượng nhận là nhất là không có giấy tờ mà. Không có giấy tờ, là không có giấy khai sinh với lại không có sinh, hộ khẩu. Hộ khẩu. Dạ dạ. Rồi khó khăn. Cái gia đình á. Thì nói chung là giờ khó khăn thì nó là thầy cũ cũng dạy thôi. Tức là các thầy cô tình nguyện rất là dạy, là không có lương. Đúng rồi, không có lương. Thầy cô hy sinh rất là nhiều. Khó khăn là đó. À, về cơ sở vật chất học cho các em thì sao? Nói chung là cơ sở vật chất đến bây giờ thì mình cũng có không cần thấy rồi đó. Dạ. Nói chung là đã mở rồi đó. Dạ. Nhưng mà về cái phần sách nè, rồi về vở nè, rồi này nọ trang phục của các em đó thì từ cái nguồn nào ạ? Giống như là mình hoạt động và mình nhận kinh phí. Dạ. Lấy anh kinh phí ở đâu? Là lương của bên em á hả? Lương của mình. À, trời ơi. Lấy cái lương của trong dạ. Năm mà không có cái hoạt động gì lớn á. Dạ. Thì mà không sử dụng cái tiền nhiều á thì phải dành đó. Dạ. Giờ để mua cái gì dụ như ra đầu á thì mình dùng mua đồ. Dạ. Đó. Đồ rồi tới học kỳ á mà nhà đầu không có mượn nào mua sách á thì cái tiền mình mua. Dạ. Còn tiền mua sách thì còn dư tiền mua đồ. À. Đó. Tiền mua sách. Khỏi mua sách thì chắc mua đồ. Nhưng mà ở đây thì ngoài cái vấn đề là mình dạy cho các bạn học chữ xong hết rồi thì mình cũng làm một cái sân chơi cho các bạn đúng không ạ? Ví dụ là tổ chức lễ hội. Lễ hội, chơi, chuyên môn, sắp tới nè. Dạ, dạ. Rồi, dạ, như ra đến, giờ trao đổi với mấy bạn sinh viên, trường khác. Dạ. Anh Thắng, bây giờ mà các bạn học ở đây á, học xong rồi á, thì có được công nhận và có cái sự liên kết nào để các bạn học được lên cái cấp? À, bây giờ tại vì nói lớp tình thương cho nó quan niệm cho sự lâu giờ cái lớp trường hay là trường phổ cập tiểu à, phổ cập tiểu học Long Bình luôn đúng rồi. Bây giờ là đó có cái sự công nhận về đúng rồi, có học bài đúng rồi, bà đúng rồi. Dạ. Những em nào có giấy khai sinh nha. Dạ. Những em nào có giấy khai sinh á dạ, dạ. Thì sẽ có được giống như giờ người đang cho mới đang làm cho lớp 3 dạ. Lớp 3 thì giờ nó khoảng 24 em dạ. Mà là giấy khai sinh thì cũng khoảng 15 em à. Đó là 15 chỗ gọi là có giấy đủ đầy đủ giấy tờ á. Dạ. Rồi còn khoảng 700 bộ là để dành đó thì nữ với cái sang phụ huynh bổ sung vô thì quên được trường. Dạ. Chứ không có giấy tờ xanh tại vì rất là đơn giản là chỉ cần là cái gì mình được hết luôn không cần khẩu cảm chú không phải gì hết. Dạ. Có giấy tờ xanh thôi. Xong là được rồi. Mình xin không phải. Nhưng mà vẫn rất nhiều bạn khó khăn. Đúng rồi, dạ, mà người ta còn không có giấy tờ xanh.
có một cái nữa em thấy đó là vì nếu mà các bạn rơi vào cái hoàn cảnh mà gia đình khó khăn thì có nhiều bạn có khi nào là vừa biết đọc và vừa biết viết vừa biết tính cộng trừ nhân chia là bỏ học không anh? Có chứ, chị em trường học lắm, cũng như là tuổi bây giờ tới 8-9 tuổi mới học lớp 1. Đó, 8-9 tuổi là chạy mấy năm rồi đó, mấy năm rồi đó, 3 10 tuổi rồi, 3-11-4, đúng lớp 4 à. Đi làm được là thấy đi làm có chi phí. À, đi làm nhiều lắm. Có tiền chút là nghỉ. Đúng rồi, hồi năm trước đó đó, lớp 3 đó thì vẫn nghỉ lia lịa luôn nghỉ. Đó là lớp 4 được cộng có mấy đứa. Nhưng mà hiện giờ là ví dụ như thầy cô giáo mình là có phải chạy đi gặp phụ huynh rồi vận động rồi làm tâm lý này nọ không? Trước khi nghỉ á thì mình cũng gặp phụ huynh chứ. Dạ dạ. Tại sao con nghỉ? Dạ dạ. Giờ cái em cũng tại giá em xin mấy. Dạ dạ. Nghỉ gì nó giao gì giống như hôm qua có lớp 3 học há lắm. Dạ. Học há lắm. Cái phụ huynh lên nhảy vô mà cho em diễn nghỉ luôn. Ôi em ơi. Đứng rồi. Ủa sao vậy? Cái em sao nghỉ luôn? Về quê giờ hai chồng mình quê vậy. Tức là không phải nhất thiết là hết lớp 5 thì mới vào lớp 6 mà có thể là đang học lớp 3 hay là lớp 4 luôn, mình có điều kiện hay không. Dạ. Đó là mình sẽ chỉ ví dụ trường học ở dưới trường. Dạ. Ví dụ học thì cũng hơn thì ở đây chỉ 6 tiếng Việt. Dạ. Ví dụ 7 sơn và tiếng Anh. Chứ không phải là học hết buộc phải học ở đây. Dạ. Ok, là những dạng học khó khăn lắm. Dạ. 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 Cái lớp mình là từ thứ 2 đến thứ 7. Tới 2 thứ 7 là anh Thắng là full time ở đây luôn á. Tức là đi làm xong ban ngày ở ngoài công ty rồi ở khu phố rồi sau đó lại quay về đây dạy học. Từ thứ 2 thứ 7 là một tuần là chỉ nghỉ được ngày chủ nhật thôi. Thì thầy cô khác cũng vậy, thầy cô khác đã làm ban ngày. Một sự hy sinh rất là lớn, tại vì cái thời gian cá nhân nó hơi ít đi đúng không? Sao 9 giờ? Sao 9 giờ? Sao 9 giờ là muộn quá không? Người ta sao 18 giờ, mình sao 24 giờ? Dạ, ok. Rồi, em cũng rất là vui khi gặp anh Thắng. Biết anh Thắng rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì mới có cái dịp chính thức xuống thăm các em dưới này. Em cũng rất là vui khi nghe được cái thông tin từ anh Thắng với lại các bạn. Và đến thời điểm này thì có lẽ là về đa phần là cũng đã khá là ổn định so với cái tình hình ở đây nha. Cái đơn chất thì cũng được nâng cao nha. Phòng hấp rồi. Hàng ghế dạ rồi. Có chân bàn mới nè. Dạ. Có chân dục thì có đồ rồi đem kèm cái logo. À logo. À. Tức là áo là cũng xứng tài trợ. Đúng rồi. Xong rồi cái mình logo lên hoàn cái đồng phục cho mấy em. Đồng phục đúng rồi. Đúng rồi. Xong hết rồi. Băng chia đứa hai bộ hết rồi. Dạ. Mà chưa có logo chờ anh ngoài tại vì cái chỗ logo này là em đề xuất là phải nâng cấp là thành hiệu trưởng nha. Hiệu trưởng Thắng chứ. Hiệu trưởng là tình thương. Hiệu trưởng là học đó là thầy giáo không được, phải là hiệu trưởng mới được. Thôi em cảm ơn Thắng rất là nhiều nha. Rồi, ok.